là em tự tin ở điểm nào mà có thể là tranh cử với các bạn trong công ty? Không, em không tự tin về bản thân em. Nhưng em khi dễ những người trong công ty này, em cảm thấy không ai hơn em á. Thì anh định mặc cái bộ đồ này để lên nhận giải của cuộc thi soái công. Soái công là gì? Tôi sẽ là người đạt ngôi vị cao nhất trong cuộc thi soái công. Mọi người. Dạ. Có tin mới nha. Dạ. Sếp. Tin này anh nghĩ là anh thông báo thì mọi người, đặc biệt là các nhân viên nam sẽ rất là thích thú luôn á. Ủa? Vậy sếp? Hả sếp? Thì sắp tới thì công ty của chúng ta sẽ đề cử ra một người. Dạ. Mà người đó sẽ đại diện cho công ty chúng ta bước vào một cuộc thi cực kỳ kịch tính. Đó là cuộc thi soái công. Soái công là gì? Nghe lạ đúng không? Lạ đúng không? Tức là soái ca công sở. Rồi thôi, không cần học nữa. Thôi thi. Thôi, mọi người cho một tràng pháo tay chuẩn bị cho đứa tinh thần đi thi kìa. Em rất là mạnh mẽ và biết đoán. Dạ, con xin. Không biết là em tự tin ở điểm nào mà có thể là tranh cử với các bạn trong công ty? Không, em không tự tin về bản thân em. Nhưng em khi dễ những người trong công ty này. Em cảm thấy không ai hơn em á. Là em đủ tầm cỡ để thi rồi. Đúng không mọi người? Cho một tràng pháo tay nha. Không, em thấy hợp lý á. Tại vì nếu mà nó đi thi soái công, soái ca gì đó là mạnh, ok đó, nghe mạnh, có sức mạnh. Mày cuộc em thi nó có phần thi sức mạnh, nhưng nó cũng có phần thi về nhan sắc, phần thi về trí tuệ, về ứng xử. Mà anh đâu có đủ điểm với cái đó. Không, nếu mà nói về nhan sắc, trí tuệ và ứng xử thì phải là hằng chứ. Ủa em ơi, cuộc thi này dành cho là những anh chàng soái ca. Hai người này đi chọn đại người được rồi. À là trong mắt mọi người là ở những cái tầm đó thôi đó hả? Không phải, nhưng mà tại vì công ty mình quá ít nam đi. Rồi, nên là có nhiêu thì chọn nhiêu thôi. Không thử nâng cái tầm ngước mặt lên nhìn đời thử một phút thôi. Thấy gì chưa? Soái công là công sở chứ đâu có soái bóng đâu. Soái bóng đèn. Soái bóng là đâu sao? Có bóng đèn. Là gì? Ý anh nói là bóng ở đây là cái nghĩa bóng đó em. Một cái người ở trên mình một bậc đó trong lĩnh vực của chúng ta đó. Sao? Thì không ai khác là rồi thôi anh nói vậy được rồi, cứ cử anh Vũ đi đi, không sao đâu. Rồi thôi anh Vũ đâu. Thôi chị đi được rồi. Ok, em mai cũng được hết á. Thôi đại đi. Ủa ý anh nói là anh á. Ủa sếp? Ủa anh là CEO. Tất cả mọi người là nhân viên, cái này là dành cuộc thi dành cho nhân viên. Quy định của cuộc thi là bất kể ai là nhân viên, là những người làm trong văn phòng là được hết, chứ không phải là CEO, phó trưởng phòng gì, nói chung là làm trong văn phòng là được. Ủa vậy thôi, từ đầu anh thi bà anh vô rồi, đi vô đây làm rần lên để hai ông này giành giật nhau cho đã, xong anh nói anh đi. Vậy nếu mà anh lủi thủi anh đi thi rồi anh đem cúp đồ về rồi nói chung cũng không ai biết chứ đúng không? Đó, phải công khai vậy thì mọi người coi như là tâm phục khẩu phục. Trời ơi, anh quên sắp não, anh sắp ngoại hình quá à. Anh báo kiểu này em thấy không có tâm phục khẩu phục, em thấy tâm em sân si hơn. Vì cái kiến thức của em thì em thấy thật ra bây giờ ai đi thi cũng được hết trơn. Ai đi thi em cũng thấy nói chung là em cũng sẽ ủng hộ. Cho nên mọi người cứ vui vẻ đi để xếp đi thi đi. Thấy chưa, thấy một người mà coi như là vươn qua tầm quốc tế. Một cái người mà đi du học ở nước ngoài về, người ta có cái tầm nhìn khác liền. Đi du học Lào thì khu vực Đông Dương mình thôi. Qua vòng biển giới là được rồi. Giới đâu. Em đúng là em đi học offline ở Lào, nhưng mà em có đi học online ở Pháp. Ủa vậy chị nói tiếng Pháp làm sao? Nói tiếng Pháp làm sao? Pháp. Nhưng mà phát âm theo kiểu Pháp thì sao? Phát âm theo kiểu Pháp, chữ gì nè? Xin chào. Xin chào đi. Xin chào. Ủa cái này kiểu Việt Nam mà. Ủa nó chữ Việt Nam mà. Ê cái này Việt Nam rạc luôn á. Dạ tại vì em học online mà mọi người sao vậy? Em học online mà. Là giáo viên người Việt dạy luôn. Đúng rồi. Giáo viên người Việt. Giáo viên dạy. Yeah. Hợp lý. Trưng cầu dân ý nha mọi người nha. Rồi bây giờ mọi người bắt đầu từ em đi. Giữa anh, Sơn và Mạnh, em biểu quyết cho ai? Sếp biểu quyết ai em biểu quyết người đó. Một phiếu cho Danh. Trời ơi. Ủa kì vậy? Em, tôi được gì trong biểu quyết này? Bao trà sữa. Trà sữa. Không có hối lộ đây nha, mạch lạc rõ ràng. Ok. Tôi bầu chọn cho Mạnh. Mai nghỉ việc nha em. Sao vậy? Em gom đồ đạc đi, mai bắt đầu nghỉ việc. Trời yêu đương gì kỳ. Ủa kìa trò trong hai kỳ hả? Em ủng hộ anh hai. Yeah, hai phiếu cho Danh. Mạnh, tự ủng hộ cho mình, hai phiếu qua. Đó, Danh ủng hộ. Dạ. Nói ủa vậy? Ủa, tôi nói chị vô dọn đồ đi em. Tôi ủng hộ cho bạn. Thật sự là anh mà bạn chơi tôi. Ủa làm sao? Tôi ủng hộ bạn mà bạn chơi tôi làm sao? Hả? Anh cũng không muốn như là bây giờ mọi người biểu quyết hết rồi, coi như là mọi người đề bạc anh đi thi, chứ thật sự mấy cái cuộc thi ao làng thì trời ơi phí thời gian của anh lắm. Ok mà thì để mọi người thì anh sẽ đại diện đi thi nha. Thôi giờ anh cũng cho anh xin đổi lại đi, em ủng hộ anh. Một phiếu cho mọi người nha. Dạ anh sếp rất là xuất sắc luôn. Dạ vậy chúc anh trăm luôn. Trời ơi đẹp quá nè.
chào mấy đứa. Dạ. Ủa sếp. Anh hai. Chào em. Chào sếp, chào sếp. Anh chào em. À, chào, chào, chào sếp em. Bất quá tam nha em. Chào sếp, em đang coi này cái. Đó nó quan trọng hơn sếp em hả? Mà anh ngày nào cũng vậy mà, có gì đâu mà. Bữa nay anh khác em ơi. Khác cái gì? Em có chịu dòm đó sao biết khác cái gì? Trời ơi, xuất sắc vậy ta. Ôi sếp. Sao? Nay đi đâu vậy? Thì anh định mặc cái bộ đồ này để lên nhận giải của cuộc thi soái công. Ủa sao mình mặc áo vest mà đeo dây nịch ở ngoài ngộ quá vậy? Không, cái này là cái style mới bây giờ. À, giống style Superman đúng không? Superman mặc quần ngoài á. Biết cái dây này để làm gì không? Gì? À, mình thích thì mình thắt nơ cho nó đẹp. Còn mình bực bực á, mình rút ra mình thắt cổ nào hay hỏi nhiều á. Trời. Cháo lời quá ha. Rồi vậy là để thi phần tài năng luôn. Rất là linh động luôn thật sự. Ổn mà đúng không? Ổn, em thấy ổn, em thấy được. Nói chung cái phần ngoài của anh là em thấy ổn hết á. Chỉ có cái phần ý thức anh em chưa thấy ổn thôi. Ý thức là phần gì em? Cái tư duy anh nghĩ là anh đậu hả? Ngành quảng cáo của mình nó rất là nhiều người đẹp, còn ta còn thông minh, ta giỏi nữa. Sao mà anh đậu được mà anh mặc đồ đậu cái gì vậy Sơn? Hả? Em là em ruột của anh đó. Người trong nhà em không ủng hộ thôi mà em còn đi móc xỉa là sao? Và tao nói bục nhà không thiên là vậy đó. Dạ. Em mà còn vậy nữa là... Dạ. Ủa sếp? Ơi, dạ, chào em. Sếp chuẩn bị đi thổi kèn hả sếp? Thổi kèn gì em? Hả? Thổi kèn ở trong đám ma. Cái đội mà thổi kèn tay á. Thấy mặc đồ giống như mấy cái anh mà mặc tò tít tít tít. Đó ta kêu đậu tì á. Giống lắm ha. Dạ giống. Tai bây giờ là nó đơn giản, hiểu không? Cái tông màu nó người mình trưởng thành mà. Cái tông màu nó không có lè lẹt. Vậy là sếp đi đám ma hả sếp? À, không em à, anh chuẩn bị đi nhận giải cái giải thưởng rất là cao của cuộc thi soái công sắp tới. Chưa có thi nhưng mà tính nhận giải. Đã tính luôn gần nhận giải rồi. Dạ. Tại vì anh thấy mặt bằng chung thì anh rất là vượt trội, rất là có tầm nhìn so với các bạn đối thủ á. Vậy hả? Thôi không mấy, em thấy anh chuẩn bị kỹ càng vậy thì chắc có giải rồi. Thôi giờ mình đi ăn uống giải trí đi anh. Ăn mừng đi. Đúng rồi, mình ăn mừng trước đi. Muốn lắm nhưng mà không được em ơi. Dạ sao vậy? Sao sếp? Tại vì xong cái này là chào tụi em xong là anh phải đi tiếp. Đi đâu? Đi tiếp. Anh đi tiếp với quan hệ á. Quan hệ với ai? Khó nói quá. Người ta gọi là... quan hệ cửa sau á, anh đi quan hệ hội đồng. Rồi là một mình anh tiếp nhiều người hả? Ban giám khảo. Ủa vậy là sếp. Hội đồng ban giám khảo. Có gì là sếp hối lộ. Hồi giờ muốn giải rồi. Đây là phải rồi. Nè khoan mọi người sao vậy? Sao mọi người vội vã quá vậy? Cái này là mình đi quan hệ thôi. Tức là anh em với nhau lâu ngày không gặp thì mình mời mấy chai bia, vài ly rượu. Thì tới lúc mình thi thì người ta cân nhắc cho mình xíu, người ta dễ dãi cho mình xíu. Thì có gì đâu. Ủa anh không có tài năng sao? Có. Đó, mọi người đều công nhận. Không, mà. Công nhận. Em công nhận cái tài năng mà quan hệ cửa sau của sếp là xuất sắc. Cho nên vì vậy, em đang đặt cái sự kỳ vọng vào cái mối quan hệ hội đồng này. Cái mối quan hệ của sếp nhất định sếp phải đem về chiến thắng cho công ty. Ok không? Với bộ đồ này thì tôi tin chắc tôi sẽ là người đạt ngôi vị cao nhất trong cuộc thi soái công. Rồi vô nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, là chút nữa là ảnh vô là mình sẽ cổ vũ y chang vậy luôn nha. Okay, đơn giản vậy thôi, cái gì? Sếp thi chắc đậu mà sao cổ vũ mà bài biện như vậy? Trời ơi, người ta đi quan hệ mà làm sao mà không đậu? Tối qua ảnh không có về nhà. Trời ơi, ảnh đi quan hệ rất nhiều người. Ủa nhưng mà khoan đi. Gì vậy? Chồng tôi mà về trễ là một nỗi lo của tôi á. Làm gì lo? Ủa đi nguyên đêm không về luôn mà tôi không biết. Trời, ta đi thi mà. Đúng rồi, ảnh đi quan hệ. Ảnh đi quan hệ rất nhiều nơi. Quan hệ với rất nhiều người và nhiều đợt. Đúng rồi, quan hệ vậy nó mới rộng. Đúng rộng rồi mới đậu. Mà lẽ ra là giờ này anh phải về. Ê, để coi mấy giờ rồi. Anh ở đâu ta? Gọi điện thoại để gọi điện thoại được không? Ê, ai gọi điện thoại cho ảnh đi. Gọi điện thoại hỏi anh đâu đi. Đi lâu quá. Alo. Ủa bà mở loa ngoài hả? Đâu có đâu, loa trong á. Đang Anh Thanh này nó sống động quá. Ủa? Đây. Alo, anh Danh ơi. Đó. Ủa sao anh không nói chuyện tôi mà anh làm gì ta? Anh anh khinh bà mà. Anh ủy á, gì anh ủy gì mặt tiếng đâu? Ủa cái tiếng. Cái tiếng ở trong phòng của ảnh nè. Ủa? Ủa, anh Danh ở trong đó hả anh? Ủa vậy anh trong này hả? Anh ơi, anh ẹ hoài là người ta không hiểu đâu. Bây giờ mình ra tín hiệu đi anh. Thí dụ như anh ẹ một cái là có, hai cái là không nha anh. Bữa nay anh có đi thi không? Là có hả? Là có hả? Không, hai cái là không. Hỏi đậu không? Có kết quả chưa anh?
Có rồi. Anh chửi không biết. Khi anh chửi đó, không đi thi cái gì đậu. Kết quả đó, tao nói không có đi thi thôi, kết quả hoài. Vậy hỏi không đi thi hả? Không có. Ủa là hôm qua, ủa anh ở trong phòng làm gì anh vậy anh? Dịch đi không thì tôi không hiểu nè. Anh nói anh nói hả? anh uống rượu say quá, anh nói anh mệt từ tối qua tới giờ. Trời ơi, để luôn là anh em. Anh em mà, anh ơi anh có sao không? Đó là sếp ho. Sao ho luôn vậy ta? Trời ơi, vậy là chốt lại là anh không có thi. Thôi nhậu nhẹt quá rồi sao không có thi rồi. Em hỏi ông khỏe không? Không khỏe không? Anh ơi, bây giờ anh ổn không? Tụi em vô với anh nha. Là vô. Ủa sao quá trời vậy mình lại vô dọn giùm đi. Ông nói mệt quá, ông ói nhiều lắm, vô dọn giùm đi. Tự nhiên đói bụng quá, đi ăn cơm cái. Đói bụng cơm trưa. Thôi ăn cơm trưa. Cái vậy em xuống nhắn chị Năm lên nha. Chạy nha. Chạy nha. Chạy nha. Chạy nha. Chị Năm ơi cứu em. Kêu khách đừng gặp, tại vì gặp mặt mình không có chọn mình đâu. Tại sao vậy em? Mặt mình đâu có đáng đi gửi vàng. Ai có thái độ làm việc mà phải nói là tốt thì anh sẽ cân nhắc đưa người đó đi, được không? Và người sẽ đi cùng anh đó chính là sếp ơi.